Xin kính chào quý hội thánh cùng toàn thể quý con cái Chúa. Tôi xin thay mặt cho ông bà mục sư quản nhiệm, hai vị phụ tá cùng toàn thể ban chấp sự gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý con cái Chúa trong tình yêu của Cứu Chúa Giêsu. Tôi cũng xin thay mặt cho ông bà mục sư quản nhiệm và toàn thể con cái Chúa tại Chi hội Sài Gòn có lời chào thăm đến mục sư Thái Phước Trường, hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ông đã nhận lời mời của Hội Thánh để đến giảng dạy lời Chúa trong thì giờ thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ngôi ở cùng ông, ban cho ông sức của Ngài, năng lực từ nơi Chúa, để ông tiếp tục có ơn, có sức từ nơi Chúa mà giảng dạy, điều hành công việc Chúa trên đất nước Việt Nam. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Chúng ta nghe lấy lời của Đức Chúa Trời được chép trong Thi Thiên 91 câu 1 đến câu 6. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt, phá hoại đường lúc trưa. Kính mời Hội Thánh đồng tôn vinh Chúa, thánh ca số 26. Chúng cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến thắng, đừng lại khen chương trình thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay lên cho Đức Chúa Trời ba ngôi. Trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Thế Hiển, quản nhiệm Hội Thánh Chi hội Sài Gòn cầu nguyện khai lễ. Ngợi khen Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Trong sự tể trị của Ngài đối với Hội Thánh của Chúa trên quê hương Việt Nam của chúng con nói chung và Hội Thánh của Chúa tại Sài Gòn nói riêng. Trong ơn kỳ diệu của Chúa, Ngài chăn dắt, Ngài giữ gìn, dầu Hội Thánh của Chúa ở giữa mùa đại dịch. Song chúng con cảm ơn Chúa trong sự bảo vệ của chính Ngài. Dẫu có những con cái của Chúa bị nhiễm bệnh, nhưng rồi Ngài cũng đã giải cứu. Ngài ban ơn để con cái của Chúa, nhiều gia đình được bình an, được sự tiếp trợ, được sự an ủi từ Chúa. Chúng con xin tạ ơn Ngài. Sáng hôm nay, Ngài yên nghỉ Chủ nhật 19 tháng 9 năm 2021. Chúng con nhân danh Chúa nhóm nhau lại tại đây và được trực tuyến đến với các gia đình con cái của Chúa. Chúng con xin dâng lên Cha lời tạ ơn. Vì nếu theo chu kỳ của thời gian chúng con không bị dịch lệ lây lan, thì chúng con có ngày lễ cảm tạ Chúa kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh của Ngài ngày hôm qua và ngày hôm nay. Nhưng bây giờ chúng con đang ở trong tình trạng bị giãn cách, cho nên con cái của Chúa chỉ thờ phượng Chúa thôi. Dẫu vậy, Hội Thánh là của Ngài, như lời Chúa đã phán hứa với chúng con, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ngài đã bảo vệ, Ngài đã chăm sóc, Ngài đã tiếp trợ Hội Thánh của Ngài. Con cái của Chúa trong những gia đình ở vùng ven thành phố này, con cái của Chúa trong nội thành, để ai nấy trong chúng con biết rằng Ngài đã và đang cầm nắm những ngôi sao đi giữa các chân đèn vàng. Chúa bảo vệ Hội Thánh của Chúa quá diệu kỳ. Bây giờ chúng con nhân danh Chúa nhóm nhau lại trong ngày yên nghỉ hôm nay. Chúng con cầu nguyện Chúa ban ơn sức dầu cho mục sư nhiệm chức Hồ Hoàng Ân trong việc hướng dẫn chương trình. Chúa ban ơn cho từng tiết mục của chương trình, dầu đã ngắn gọn lại, song chúng con biết rằng sự vinh hiển, sự tôn cao vẫn thuộc về Chúa của chúng con mỗi khi chúng con nhân danh Chúa nhóm nhau lại. Đặc biệt trên tôi tớ của Chúa, mục sư hội trưởng sẽ nhân danh Chúa có lời của Ngài
để an ủi, để khích lệ toàn thể con cái của Chúa. Vì trong hoàn cảnh hiện tại, trong nghịch cảnh này, chúng con cần lời của Chúa lắm. Xin sức dầu trên tôi tớ của Chúa, trong năng quyền tuyệt đối của chính Ngài, để lời của Chúa thẩm thấu vào lòng mỗi một chúng con. Tôi tớ Chúa, ban chấp sự hội thánh, toàn thể nhân sự và con cái của Chúa sẽ được lời của Đức Chúa Trời thăm viện. Ai nấy trong chúng con thực thi lời của Chúa dạy và hưởng các phước hạnh thuộc linh từ các nơi trên trời tuôn đổ xuống cho hội thánh. Chúng con cảm ơn Ngài. Alleluia. Chúng con cảm tạ Chúa vì thời gian trôi qua. Bây giờ chúng con lại một lần nữa tiếp tục trong phương diện của online như thế này. Nhưng chúng con đã và đang thờ phượng Chúa của chúng con. Nguyện Ngài Đấng đã hiện diện trong đời sống chúng con rồi, tiếp tục hiện diện trong gia đình con cái của Chúa sáng hôm nay, cũng như một ít người tại thánh đường này, để chúng con thực hiện chương trình thờ phượng Chúa được đẹp lòng Ngài và nhận lấy phước hạnh. Chúng con cảm ơn Cha. Với lòng biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hội thánh cứ đứng và chúng ta cùng đọc bài Tín điều các sứ đồ để xác quyết niềm tin của chúng ta với Chúa. Xin hội thánh đồng khởi sự. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Kính mời Hội Thánh Chúa đồng an tọa. Kính thưa Hội Thánh, những lúc phong ba bão tố nổi lên trong cuộc đời của chúng ta, thì Chúa Giêsu chính là nơi ẩn nấp cho chúng ta. Ngài che chở chúng ta như những tảng đá khối. Ngài che chở và bảo vệ chúng ta một cách chắc chắn. Bài thánh ca nơi ẩn nấp lúc phong ba sẽ khích lệ chúng ta trong việc nương nhờ nơi Chúa giữa lúc nghịch cảnh, dịch lệ và phong ba đang bổ dồn. Xin mỗi một con cái Chúa hát bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả lòng tin của chúng ta nơi Chúa để mình thấy được ý nghĩa của bài thánh ca trong khi chúng ta ca ngợi Chúa thì giờ này. Xin mời Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa thánh ca số 282, nơi ẩn núp lúc phong ba. Thank you.
Chúa biệt riêng một số tiền vào trong bao thư và giữ đó ở nhà cho đến khi hội thánh được nhóm lại bình thường, thì quý con cái Chúa sẽ đem những bao thư đó đến gửi cho ban thủ quỹ của hội thánh. Hình thức dâng hiến thứ hai, quý con cái Chúa có thể chuyển khoản vào tài khoản của hội thánh, tài khoản Việt Nam đồng tên tài khoản Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Chi Hội Sài Gòn, số tài khoản 007 1000 975892, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tài khoản ngoại tệ tên tài khoản Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Sài Gòn, số tài khoản 007 1371314170, ngân hàng Vietcombank, Swift Code BFTVVNVX. Thời giờ này, kính mời Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa Thánh ca số 231. Chúng ta hát câu thứ nhất của bài Thánh ca. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài gìn giữ từng tôi tớ Chúa, con cái Chúa trong những ngày tháng qua, được mọi sự bình an. Và buổi sáng hôm nay, chúng con có số tiền dâng lên cho Ngài. Chúa ơi, xin Ngài vui nhậm, Ngài ban phước cho Hội Thánh Chúa, để chúng con dùng số tiền này làm ích lợi cho công việc của Ngài. Chúa cũng thương xót đến từng con cái Chúa đang gặp những khó khăn. Chúa ơi, xin Ngài cũng tiếp trợ cho họ có đầy đủ mọi sự cần dùng trong những ngày có dịch lệ xảy ra. Xin Chúa, Ngài cũng tiếp trợ nuôi nấng chăm sóc từng con cái Chúa,
để từng con cái Chúa thấy được sự quan phòng, sự nuôi nấng của Ngài. Và xin Chúa cho chúng con cũng có tấm lòng dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa. Cảm ơn Ngài, Ngài cảm động cũng nhiều con cái Chúa đã sẵn sàng để dâng công, dâng sức, dâng tài sản của cải của mình có được để công việc nhà của Chúa ngày càng được mở mang phát triển. Nhiều con cái Chúa đã được sự nâng đỡ, yên ủi, khích lệ qua những phần mà Hội Thánh Chúa đã giúp trong những ngày có dịch lệ. Xin Chúa tiếp tục ở cùng và ban phước cho từng con cái Chúa, để ai nấy trong chúng con thấy được sự thành tín, sự quan phòng của Ngài đối với từng đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Con xin lấy đức tin phó dâng số tiền này lên cho Cha từ ái của chúng con và hết lòng thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh Chúa đồng an tọa. Đến thì giờ chúng ta được nghe lấy lời của Đức Chúa Trời. Xin Hội Thánh đồng đứng và nghe lấy lời của Chúa. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Roma đoạn 12, câu 9 đến câu thứ 12. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lễ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Đó là phân đoạn Kinh Thánh mà Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam sẽ giảng dạy lời Chúa buổi sáng hôm nay cho Hội Thánh của chúng ta với chủ đề Cơ Đốc Nhân trong nghịch cảnh. Xin Chúa ở cùng và thăm viếng từng con cái Chúa trong khi nghe lấy lời của Ngài. Trân trọng kính mời Mục sư Hội trưởng chia sẻ lời của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý tôi tớ Chúa, quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì vẫn được thờ phượng Chúa, đấng đáng được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Mặc dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống của chúng ta, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Sáng hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp tục nghe lời của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh khá quen thuộc mà chúng ta đã nghe đọc. Và đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh một câu Kinh Thánh như là câu gốc của chúng ta ở trong buổi sáng hôm nay. Đó là câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ suy gẫm. Đây là mạng lệnh của Chúa truyền phán cho chúng ta. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Roma đoạn 12, câu thứ 12. Kính thưa quý tôi tớ con cái Chúa, chúng ta phải nhận rằng thế giới ngày hôm nay về nhiều phương diện đã hết sức là xáo trộn. Con người dễ mất hy vọng. Vì vậy cho nên chúng ta có thể ví sánh như một chiếc thuyền đi giữa biển cả. Chúng ta có thể rất dễ để không biết đâu là đường phải đi. Chúng ta cũng không lường trước những sóng to gió lớn có thể bất thường xảy ra giữa biển cả. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những cơ đốc nhân. Cảm ơn Chúa, chúng ta có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, là kim chỉ nam trong đời sống của chúng ta. Đại dịch Covid-19 đã cướp đi rất nhiều của con người, liên quan đến kinh tế, đến mọi sinh hoạt. Ở trong Hội Thánh của Chúa cũng bị ảnh hưởng, và cả đến mạng sống của con người cũng đối diện với những nguy cơ hết sức là cao. Hơn lúc nào hết, đây là lúc mà chúng ta nhờ cậy Chúa, nương lên lời của Chúa ở trong mọi nghịch cảnh mà Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của mỗi chúng ta.
có lẽ chúng ta sẽ đặt lại ba vấn đề rất quan trọng mà lời Chúa muốn chúng ta phải lưu ý. Đó là chúng ta có mất hy vọng nơi Chúa không? Chúng ta có chịu nổi sự hoạn nạn ở trong đời sống mà Chúa cho phép xảy ra xung quanh chúng ta không? Và chúng ta có cầu nguyện thiết tha, cầu nguyện đủ để biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà sống và vượt qua nghịch cảnh không? Tôi thiết tưởng đây là ba vấn đề quan trọng mà không phải trong cái thời Covid, ngay cả trong tương lai với bất cứ những khó khăn khác nhau mà gọi là nghịch cảnh đó, chúng ta vẫn có lời của Đức Chúa Trời. Ở trong một bản dịch khác thì tôi thấy có đề cập một từ, đó là hãy vui mừng vì có hy vọng. Như vậy chúng ta sẽ không vui mừng được đầy đủ vì chúng ta không có hy vọng. Ai cũng có hy vọng, nhưng hy vọng đó như thế nào mới là điều quan trọng. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết là nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Hoạn nạn đây còn có nghĩa là gian truân hay là đau khổ. Chúng ta cần có một sự kiên trì. Chúng ta đã có cầu nguyện, nhưng chúng ta chuyên tâm hơn và cầu nguyện như thế nào trong nghịch cảnh? Đây là ba điều mà chúng ta học hỏi ở trong buổi sáng hôm nay. Ông Phi-e-rơ là một người rất nóng nảy, sốt sắng cho công việc. Nhưng có nhiều điều ông không lường trước được. Nhất là trong Luca đoạn 22, Chúa nói rằng ma quỷ đòi sàng sải Phi-e-rơ như lúa mì. Có lẽ ông chưa ý thức hết cái chữ sàng sải của ma quỷ như lúa mì trên đời sống của ông. Và ông cũng chưa biết được chính Chúa đã nói rằng song ta cầu nguyện cho ngươi. Rồi ông Gióp ở trong sự thử thách rất là nặng nề, và dường như ông không còn gì cả ngoài ra một thân thể đau đớn từ đầu đến chân, và dường như tuyệt vọng, dường như không chịu nổi. Nhưng đó là sự thử thách hay là một ý nghĩa khác mà cả bạn thân nhất của ông cũng đánh giá không đúng? Và biết bao nhiêu những điều sẽ thay đổi, nhưng có một điều không thay đổi, đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời phán từ Chúa của chúng ta là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ học ba điều trong câu Kinh Thánh Roma đoạn 12, câu thứ 12. Trong nghịch cảnh, chúng ta cần có hy vọng. Hãy vui mừng trong sự hy vọng. Hãy vui mừng vì chúng ta có hy vọng, chứ không phải như người thế gian tuyệt vọng. Không biết điều gì xảy đến trong đời sống của mình, và cũng không biết chết rồi mình sẽ đi đâu. Người ta nói rằng nếu không có hy vọng thì đời sống sẽ rất là buồn tẻ. Hy vọng của chúng ta là hy vọng sống, đặt nơi Chúa hằng sống. Sự thất vọng dễ đưa con người đến sự buông xuôi và không muốn sống, thậm chí họ tự tử một cách rất là dễ dàng. Vấn đề quan trọng đó là hy vọng của chúng ta đặt vào đâu, đem đến cho chúng ta sự may rủi hay là một vui mừng thật là chắc chắn. Hy vọng của chúng ta không phải là một điều vu vơ, may rủi, mà hy vọng của chúng ta đặt nơi chính Chúa và lời của Ngài. Ít lắm mà ông Phaolô cho chúng ta biết hy vọng như là chiếc neo của linh hồn, hy vọng như là của đặt cọc hay là của cầm.
Trong Hebrew đoạn 6 câu thứ 19 thì chúng ta biết Kinh Thánh đã nhắc rất rõ sự hy vọng như là chiếc neo của linh hồn. Kinh Thánh mô tả chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng, bền chặt, thấu vào trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào. Nó chắc chắn như vậy, thấu vào bên trong nơi ngự chí thánh của Đức Chúa Trời, như chiếc neo giữ chặt con thuyền, dù con thuyền đó nó lớn như thế nào, sóng gió có mạnh bao nhiêu, thì chiếc neo đó vẫn giữ con thuyền được chắc chắn, không bị trôi dạt. Lời Chúa nhắc chúng ta hãy vui mừng trong sự trông cậy hay là trong sự hy vọng như chiếc neo giữ chặt con thuyền giữa phong bao bão tố của cuộc đời. Đây là cái hình ảnh rất là sống động để cho chúng ta thấy hy vọng của chúng ta nơi Chúa và lời của Chúa như vậy. Và trong Ê-phê-sô, Kinh Thánh cũng mô tả hy vọng của chúng ta giống như là của đặt cọc, hay là Kinh Thánh gọi là của cầm. Chúng ta yên tâm bởi vì chúng ta đã đặt cọc rồi, cái điều còn lại sẽ thuộc về cho chúng ta, không hủy được cái hợp đồng đó, và chắc chắn chúng ta sẽ nhận được. Hỏi rằng chúng ta đã đặt cọc chưa? Chưa thì không có gì là chắc chắn, nhưng khi chúng ta đã đặt cọc thì nó rất là chắc chắn. Đây là hình ảnh mô tả về niềm hy vọng của chúng ta đáng vui mừng dù trong thế giới đầy tối tăm tuyệt vọng. Khi tôi hầu việc Chúa ở đảo Phú Quý, vượt biển 120 cây số, thường đi ban đêm, và có khi người lái tàu không có cái la bàn, tôi rất lo. Và tôi hỏi tại sao lại không sợ khi lái tàu mà không có la bàn, và cái anh tài công có lúc ảnh muốn ngủ gục, thì anh nói rằng chúng tôi không cần la bàn, chúng tôi rất quen đi giữa biển cả, bởi vì đêm nay chúng tôi nhìn thấy hai cái định hướng, đó là sao Bắc Đẩu và sao Nam Tàu. Và hai con sao định hướng Bắc Nam này với một ít quang sao hiện ra giữa bầu trời thì chúng tôi tin chắc rằng không bao giờ bị thất lạc. Anh hãy ngủ đi, 5 giờ sáng sẽ tới đảo. Và sự thật là như vậy. Biết bao nhiêu những đổi thay, biết bao nhiêu những điều có thể cướp lấy đi hy vọng của con người, hy vọng nơi trần gian, hy vọng nơi con người, hy vọng một cách rất là mong manh, một cái sự mai rủi. Nhưng niềm hy vọng của chúng ta trong Chúa để giúp cho chúng ta vượt qua nghịch cảnh, đó là niềm hy vọng sống mà sứ đồ Phi-e-rơ đã nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 từ câu 3 đến câu thứ 5. Có một người mẹ rất tin kính Chúa, dạy dỗ nhắc nhở con của mình tiếp tục đi trong đường lối tin cậy nơi Chúa. Nhưng mà rồi khi nó lớn lên, nó học được nhiều điều, nó có thể dựa vào nhiều bè bạn và cả khả năng của nó, và nó hy vọng rằng nó sẽ có một cuộc sống rất là tốt đẹp. Bây giờ đã đến lúc nó từ giã mẹ nó để lên đường để tạo sự nghiệp. Mẹ đã khuyên rất nhiều, nó không nghe. Nhưng lời khuyên cuối cùng của mẹ nó trước khi nó rời khỏi nhà, mẹ đó nói rằng: con ơi, con hãy nhớ lời mẹ dặn. Mẹ biết chắc sẽ có lúc con thất bại. Nó nói: không bao giờ. Mẹ đã nói: dầu vậy con hãy nhớ rằng, khi nào con tuyệt vọng nhất, khi nào con thấy không còn chỗ để bám víu, khi mà khả năng của con không có thể làm gì được, đừng quên, hãy nhớ đến Đức Chúa Trời của mẹ.
hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời của mẹ với lòng tín cậy ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ thương xót con. Nó gật đầu cảm ơn, nhưng mà trong lòng nó nghĩ rằng không bao giờ có cái ngày đó. Rồi trong cuộc sống, trong tháng năm trôi qua, nó cũng tạo nên sự nghiệp, dù chưa phải là sự nghiệp lớn lao, nhưng rồi cuối cùng nó mất tất cả. Nó không còn gì để bám víu, đúng như mẹ của nó nói, và nó quyết định tự tử. Nhưng đây là lời cuối cùng mà nó vẫn nhớ về mẹ nó. Qua câu nhắc nhở đó, nó đã quỳ gối cầu nguyện với Chúa, ăn năn với Chúa, bám lấy Chúa, và nhờ niềm hy vọng đó nó đã vượt thoát khỏi cái quyết định tự tử. Nó làm lại cuộc đời, và Đức Chúa Trời sử dụng nó trong cuối cuộc đời sau khi nó ăn năn tìm kiếm Chúa. Mất hy vọng là mất tất cả. Cho nên Kinh Thánh nhắc chúng ta, trong nghịch cảnh đừng quên, hãy vui mừng trong sự hy vọng. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 7 nhắc chúng ta đó. Nên bây giờ còn có ba điều này, ba điều rất là quan trọng. Trong đó có hy vọng, đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương. Cho nên xin Chúa dùng lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Tôi không biết trong những tháng năm qua, đời sống của chúng ta, công việc làm ăn của chúng ta, mọi việc xảy ra trong gia đình của chúng ta, bệnh tật và thậm chí tàn chế, nó có cướp đi niềm hy vọng sắc son, hy vọng sống của chúng ta đặt nơi Chúa hay không? Và hy vọng nó đem đến cho chúng ta sự vui mừng. Một nhân vật là Adam Clark. Ông ta là một người rất là nổi tiếng. Ông là một đại học giả. Nhưng lúc ông còn đi học, thì từ thầy giáo cho đến các bè bạn luôn luôn nói rằng ông là một người như ngu nhất lớp, nhất trường, không có thông minh đủ, học hành không đạt được điều gì. Và dường như ông hoàn toàn thất vọng, không còn hy vọng gì cả và không muốn học. Nhưng một ngày nọ có một vị khách nhìn thấy Adam Clark đã nói rằng: con ơi, con đừng thất vọng, con cố gắng, hy vọng nay mai con sẽ trở thành một đại học giả. Chúng ta biết không, lời khích lệ đó nó hết sức là mạnh mẽ, khiến cho Adam Clark cố gắng học. Con ơi đừng ngã lòng, con ơi đừng thất vọng, con sẽ trở nên một đại học giả trong tương lai đấy. Chừng đó đủ cho ông cố gắng. Và thật sự sau này ông là một đại học giả, nhà thần học rất là nổi tiếng. Điều gì đã cướp lấy hy vọng của chúng ta trong nghịch cảnh, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em? Và biết bao nhiêu lời khuyên, và chúng ta cũng biết như vậy, nhưng mà lời Chúa đủ để xác định, để đức tin chúng ta bám chặt, để niềm hy vọng chúng ta nhân lên ở trong tất cả mọi giai đoạn. Bởi vì Chúa đấng hứa với chúng ta là thành tín. Tôi nhớ có một câu chuyện kể về một đoàn thám hiểm của Anh Quốc. Họ đi qua sa mạc Sahara. Chúng ta biết một sa mạc đầy khắc nghiệt, và nhiều người đã chết. Điều rất rõ ràng là họ thiếu nước. Muốn tìm nước ở trong sa mạc không dễ dàng. Và đoàn thám hiểm này đã hết cái niềm hy vọng, bởi vì bao nhiêu nước họ đã chuẩn bị đó đã hết rồi. Nóng gai gắt ập vào, cát thổi vào, cổ họ khô hết rồi, họ không còn một giọt nước nào để hy vọng sống. Hy vọng của họ là tìm được nước để sống vượt qua sa mạc Sahara. Trưởng đoàn nói với tất cả anh em rằng: chúng ta sẽ sống,
hãy hy vọng. Bởi vì đây còn một cái bình nước cuối cùng. Bình nước này là hy vọng của chúng ta đây. Anh em đừng ngã lòng. Anh em sẽ có nước, không chết đâu. Nhưng chúng ta không uống một cách thoải mái và cố gắng quyết định là chỉ uống nó khi ra khỏi sa mạc. Nhờ điều đó khiến cho họ rất vững tin, đầy hy vọng. Mặc dù họ cũng vẫn khác, mặc dù giữa sa mạc Sahara nóng bức, nhưng họ hy vọng rằng còn một bình nước cuối cùng, không ai chết cả. Rồi câu chuyện kể cuối cùng họ thoát chết, họ ra khỏi sa mạc. Và rồi họ muốn cầm bình nước, họ đổ xuống để thấy rằng nhờ cái bình nước này nè mà họ có thể sống được. Nhưng chúng ta có biết không, khi họ đổ cái bình này xuống thì trong cái bình này không hề có nước mà toàn là cát của sa mạc mà thôi. Đây là câu chuyện thật luôn cho chúng ta thấy cái hy vọng rất mong manh, cái hy vọng không có cơ sở chắc chắn, nhưng vẫn khiến cho con người được cứu thoát khỏi bao nhiêu những nguy hiểm và cả sự chết. Thưa quý hội thánh, Chúa nói rằng hãy vui mừng trong sự hy vọng. Đó là một lời phán rất mạnh mẽ của Chúa, dựa trên chính Chúa là đấng mà chúng ta hy vọng. Bởi vì người ta cũng đã từng nói mất hy vọng là mất hết tất cả. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Như Hebrew đoạn 6 câu 11 đã nói, giữ điều trông cậy đến cuối cùng. Đến cuối cùng. Chúng ta có thể mất nhiều lắm thưa quý vị. Đã, đang và sẽ mất nhiều lắm. Nhưng đừng bao giờ mất hy vọng nơi Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh hy vọng nơi Chúa, nơi lời của Chúa. Và đó là niềm vui cứu chúng ta khỏi sự buồn tẻ ở trong trần gian vì không có Chúa. Điều thứ hai mà Kinh Thánh nhắc chúng ta ở đây đó là nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Cũng còn hiểu theo cái nghĩa khác, đó là nhẫn nại trong đau khổ, kiên trì trong gian truân, vân vân. Tất cả những gì không vui, nó đem đến chiều hướng xấu, đó là hoạn nạn trong đời sống của chúng ta chăng? Dĩ nhiên trong lĩnh vực này có rất nhiều điều chúng ta cần học. Chúng ta phải biết lý do gì chúng ta gặp hoạn nạn nữa kìa. Nhưng mà dù sao, tất cả Chúa đều cho phép. Chúa khuyên chúng ta qua lời của Ngài, đó là nhịn nhục trong hoạn nạn. Đối với con người, cái chữ hoạn nạn có nghĩa là việc không may mắn. Hoạn nạn có nghĩa là gặp cảnh tai biến, gian truân, ở trong sự khó khăn, vất vả, khó vượt qua. Ý nghĩa của hoạn nạn là như vậy. Chúng ta cũng không ai thoát khỏi những điều đó đâu. Ít nhiều, ở trong cuộc sống đã qua, hiện tại và có thể tương lai, chúng ta sẽ đối diện với hoạn nạn. Nhưng mà cái chữ hoạn nạn được mô tả trong Kinh Thánh nó đầy đủ hơn, nó sâu sắc hơn, nó chính xác hơn. Bởi vì chính Chúa Giê-xu đã nói ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 33 đó, các ngươi sẽ có những hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta thắng thế gian rồi. Tức là Chúa thắng hoạn nạn, Chúa vượt qua nó và Chúa bảo đảm chúng ta cũng sẽ vượt qua được hoạn nạn ở trong sức, ở trong quyền, ở trong ý của Chúa. Bởi vì Chúa khuyên chúng ta hãy nhịn nhục đi. Hoạn nạn ai cũng gặp phải, nhưng mà có nhịn nhục đủ ở trong cơn hoạn nạn hay không? Ở trong Gia Cơ đoạn 1, rất hay khi đề cập đến hai từ thử thách
và cám dỗ. Lúc nào là lúc chúng ta gặp thử thách, nó đến từ Chúa, nó đến từ công việc, là lúc nào chúng ta đối diện với cám dỗ. Có phải giống nhau không? Không. Nhưng dù sao, thử thách hay là bị cám dỗ, có thể gọi là hoạn nạn chung, chúng ta thấy Kinh Thánh chép như thế nào. Ở trong Gia Cơ đoạn 1, câu thứ 2 trở đi: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng nhịn nhục phải làm cho trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn không thiếu thốn. Rồi trong câu thứ 12, phước cho người bị cám dỗ, còn dịch là thử thách nữa, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì anh em sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Có hai điều chúng ta cần lưu ý trong phân đoạn này. Khi chúng ta đối diện với hoạn nạn, hay là có thể gọi là thử thách, cám dỗ, vân vân. Điều thứ nhất, trong câu 4 chép: nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Đôi lúc chúng ta có nhịn nhục nhưng mà không có trọn, chưa có đủ. Ở trong cơn hoạn nạn chúng ta không đủ nhịn nhục để vượt qua cho đến cuối cùng. Hay là ở trong câu 12, cái từ rất hay, đó là chịu nổi thử thách. Chúng ta có làm trọn cái công việc nhịn nhục không? Chúng ta có chịu nổi cái sự thử thách không? Hầu hết con cái Chúa có đôi lúc thiếu nhịn, nhờ cái Chúa cho nên không nhịn nhục cho trọn và không chịu nổi cái hoạn nạn mà Đức Chúa Trời cho phép. Nếu Chúa Trời không cho phép thì đâu có thể xảy ra. Một con chim không có đáng giá gì mà không tự nhiên rơi xuống đất cái vô cớ kìa. Sợi tóc bé nhỏ trên đầu chúng ta Chúa cũng đã đếm rồi kìa. Kỳ mạng chúng ta trong tay của Chúa kìa. Chúa cho phép mọi thử thách nặng nề nhất xảy ra trên đời sống của ông Gióp. Nhưng Chúa nói với Satan rằng chết đụng đến mạng sống của Gióp kìa. Satan không có thể vượt qua cái giới hạn mà Đức Chúa Trời không cho phép. Tại sao chúng ta không tin cậy nơi Chúa mà rất hoang mang sợ hãi trong hoạn nạn, không đủ sự nhịn nhục, để rồi chúng ta sẽ thất bại khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh ở trong cuộc sống hôm nay. Tôi không biết hoàn cảnh gia đình của mỗi chúng ta như thế nào, có thể khác nhau. Nhưng xin Chúa dùng lời của Chúa nhắc chúng ta, để rồi chúng ta đủ nhẫn nại. Tôi xin nhắc nhở, có bản dịch vậy là đau khổ, có chỗ dịch là gian truân, hay là không may mắn, đầy khó khăn. Nói chung tất cả người ta định nghĩa về hoạn nạn khác nhau, nhưng mà chúng ta biết Đức Chúa Trời tể trị và cho phép, và chúng ta chỉ cần nhịn nhục, thực hiện, làm trọn, chịu nổi, Đức Chúa Trời sẽ có chương trình tốt đẹp của Ngài. Dù thử thách trăm bề, chúng ta cũng không lo lắng. Ở trong Luca đoạn 13 thì chúng ta biết đó, có nhiều câu chuyện kết nối trong cả cái đoạn đó. Nhưng ít lắm có ba cái câu chuyện khác nhau. Thứ nhất là một số người bị tháp Siloe đè chết. Người ta không biết tại sao mấy người này lại bị chết cách rất là sỉ nhục đau đớn. Những người đó có tội hơn người khác chăng? Tại sao chủ bảo phải nhổ cái cây vả đi để nó vô ích? Rồi tại sao một người bị quỷ ám 18 năm trời đau khổ như thế mà người khác không gặp hoàn cảnh như vậy? Thì trong các câu chuyện này của Luca đoạn 13 cho chúng ta thấy rất là rõ, mọi điều xảy đến chết chóc, có thể bị nhổ ra khỏi cái vị trí, có thể bị hoành hành bởi cái cơn bệnh quỷ ám trong suốt thời gian gần 20 năm. Mỗi cái hoàn cảnh có khác nhau không? Đức Chúa Trời cho phép, và Chúa muốn nói rằng tất cả đều đến từ Chúa, tất cả bởi sự cho phép của Chúa. Và chúng ta phải biết tìm rõ nguyên nhân nào chúng ta bị như thế, để rồi
chúng ta phó thác đường lối mình cho Chúa mà không đổ lỗi cho người khác, không xét chưa đúng về cá nhân chúng ta, về hoàn cảnh, và thậm chí quán trách Đức Chúa Trời chăng? Ông Gióp nói rằng Đức Chúa Trời ban cho, đó là niềm vui. Đức Chúa Trời lấy lại, đó là nỗi buồn. Nhưng ông đều luôn ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời biết điều tốt nhất khi đưa chúng ta vào trong mọi hoàn cảnh. Chúa nói rằng Ngài thắng thế gian rồi. Hoạn nạn không làm cho những kẻ tin cậy Chúa phải thất bại, trừ khi chúng ta thiếu lòng tin cậy Chúa mà thôi. Chúa muốn rèn luyện mỗi chúng ta ở trong hoạn nạn. Cái chữ nhịn nhục trong hoạn nạn còn được dịch một nghĩa rất hay, đó là chịu đựng trong khó khăn. Thế thì đôi lúc chúng ta chưa chịu đựng đủ, chúng ta chưa nhịn nhục đủ, thưa quý vị. Nguyện Chúa dùng lời của Chúa một lần nữa sáng nay để khích lệ, nâng đỡ, dục giả, thêm sức mạnh cho chúng ta trong hoạn nạn, trong nghịch cảnh của cuộc sống, vì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta có thể đang ở trong ban đêm, nhưng không phải không còn ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời vẫn chiếu sáng. Trái đất chúng ta chỉ theo cái quy luật của Chúa là có ngày, có đêm. Ban ngày cần như thế nào cho mọi sinh vật, ban đêm cần thế nào cho mọi sinh vật. Đừng nghĩ rằng ban đêm mặt trời không còn nữa, vẫn còn. Vì vậy, cảm ơn Chúa vì chúng ta đã thuộc về Chúa. Hoạn nạn chỉ giúp cho chúng ta đến với Chúa càng gần hơn mà thôi. Năm 1912, chiếc tàu Titanic hạ thủy và bị chìm. Và chúng ta biết bao nhiêu người đã chết trên chiếc tàu đó. Nhiều người hoảng sợ. Nhưng người ta kể rằng trên boong tàu cao nhất, trước khi chiếc tàu từ từ chìm xuống đó, thì có một bài hát vang lên, cái đội nhạc trỗi lên cái bài thánh ca 240 đó, càng gần Chúa hơn. Bài thánh ca đó đã khích lệ dục giả đức tin cho những người tin Chúa, dù cũng ở trong cảnh giống nhau, chiếc tàu sắp bị chìm và sẽ chết mà không có phao cứu sinh đủ, bởi vì họ không bao giờ nghĩ rằng chiếc tàu Titanic bị chìm. Như vậy thì tôi ước ao lúc ở trong hoạn nạn đó, chúng ta sẽ gần Chúa hơn, nhịn nhục đủ để vượt qua cơn hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy ra. Chúng ta hơn người thế gian là ở chỗ đó. Điều thứ ba mà Kinh Thánh chép ở đây, đó là bền lòng mà cầu nguyện. Dĩ nhiên chúng ta đã có cầu nguyện, nhưng chúng ta cầu nguyện như thế nào? Ở trong nghịch cảnh chúng ta cầu nguyện nhiều hơn hay là ít hơn? Mà cầu nguyện nhiều hơn, nhưng mà cầu nguyện ra sao? Người ta có câu nói chúng ta cũng đã từng nghe: còn tà thì dân niệm, hết tà thì dân quên. Sự cầu nguyện của chúng ta giống như là những người bên ngoài, lúc nào đối với khó khăn thì kêu cầu thôi, bình thường thì không hề có cái nếp sống thông công tương giao tốt đẹp với Chúa. Cầu nguyện đâu phải là xin xin, mà đó là mối tương giao mỗi ngày thân mật gắn bó để biết ý muốn của Chúa mà sống trong mọi nghịch cảnh, phải không? Cái chữ bền lòng cầu nguyện ở đây có nghĩa là kiên trì để cầu nguyện. Cầu nguyện cho đến khi biết ý muốn của Chúa. Cầu nguyện để Chúa bày tỏ quyền năng. Và cầu nguyện đủ để chúng ta có thể hành động. Chúa Giê-xu trong vườn Gết-sê-ma-nê đã cầu nguyện. Chúa cầu nguyện khoái một lần mà ba lần, cho đến khi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời.
Chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 26, chúng ta thấy được câu chuyện hết sức là đặc biệt trong sự cầu nguyện của Chúa Giê-xu tại vườn Gethsemane. Chúa Giê-xu cầu nguyện xin chén đắng cất khỏi Ngài, nhưng không theo ý muốn Con mà theo ý muốn Cha. Và Chúa Giê-xu cầu nguyện khi Chúa biết được ý muốn của Cha trên trời, Chúa đứng dậy và chấp nhận để lên thập tự giá. Chúa quay sang các môn đồ thân cận nhất, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giang, họ ngủ. Và Chúa chỉ mong họ tỉnh thức với Chúa, một giờ cũng không có. Cho nên Chúa thành công và họ đã thất bại. Họ hành động hết sức là thất bại, bởi vì họ không cầu nguyện. Nhưng Phi-e-rơ dựa vào cái gươm để có thể giải thoát cho mình và nhất là cho thầy của mình. Câu chuyện này đủ giúp cho chúng ta thấy rằng trong cái hoàn cảnh mà gọi là nghịch cảnh đó, sự cầu nguyện của chúng ta như thế nào. Hình ảnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh của các môn đồ rất là khác. Cũng có một bản dịch khác dịch cái chữ bền lòng cầu nguyện bằng cái từ là bền lòng trong kinh nghiệm gần gũi với Chúa. Cái chữ kinh nghiệm đó tức là nó phải trải qua một cái thời gian, trải qua một cái biến cố xảy ra ở trong một số sự việc mới thêm kinh nghiệm. Chúng ta thường định nghĩa cầu nguyện rất là thiếu sót. Vì vậy, đến lúc mà chúng ta phải đặt lại vấn đề cầu nguyện và cầu nguyện một cách bền lòng. Cầu nguyện trong nghịch cảnh phải như thế nào? Trong Luca đoạn 22, câu thứ 43, chỉ ông Luca có dùng hình ảnh khi bổ sung việc Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Gethsemane, đó là có thiên sứ của Chúa đến để thêm sức cho Ngài. Ở trong Luca đoạn thứ 22, câu thứ 43, có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đường ngủ mê vì buồn rầu. Ông Luca mô tả đến một sức mạnh thiên thượng để giúp cho Chúa Giê-xu được thêm sức cầu nguyện đến khi biết được ý muốn của Chúa là Cha trên trời, mà Ngài không từ chối chén đắng nữa. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả mỗi chúng ta. Ngày nay chúng ta thấy COVID nó không biết diễn biến như thế nào, phức tạp lắm. Người ta cố gắng chích vaccine, cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng nhiều thứ lắm. Và cả những cường quốc trên thế giới cũng phải đối diện với nhiễm bệnh và tử vong. Vì bởi vì chưa có cái thuốc trị COVID, giống như là uống thuốc trị cảm, nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, không có. Người ta cố gắng, người ta không biết bám víu vào đâu. Nhưng chúng ta có một Chúa ở trên trời, đấng nắm cả bính quyền trời đất trong tay, đấng quyết định kỳ mạng của tất cả mỗi người, huống chi là những cơ đốc nhân. Vì vậy hãy cầu nguyện với Chúa, hãy vững tin nơi Chúa, và trong nghịch cảnh xin đừng thiếu ba điều: đừng mất hy vọng, đừng thiếu sự nhịn nhục, kiên trì trong sự hoạn nạn, và bền lòng mà cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô cũng đã từng cầu nguyện, và ông đang bị cái dầm sóc ở trong cơ thể. Chúng tôi biết dầm sóc đó là cái gì rất là đau đớn, cái gì rất là trở ngại. Và Phaolô cũng đã cầu nguyện, ông dùng cái cầu nguyện 3 lần, nhưng Chúa cũng không có nhậm lời để đem dầm sóc ra khỏi ông. Nhưng Chúa nhậm lời cái cách vẫn không thiếu hiệu quả, đó là
ân điển của Chúa đủ cho Phao-lô. Chúa vẫn cho Phao-lô tiếp tục ở trong cái dầm sóc mà ông mang, ông chịu. Nhưng Chúa ban ân điển thiên thượng dư dật tràn đầy để vô hiệu hóa cái dầm sóc đó. Chúng ta vẫn là con người vẫn sống trên đất này, vẫn cần ăn, cần uống, cần thoát khỏi bệnh tật, vẫn buồn đau trước những khó khăn và tan chế chứ. Nhưng chúng ta tin Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng sáng tạo, đấng bảo tồn, đấng bày tỏ thần hữu, đấng có kế hoạch đời đời tốt lành cho mỗi chúng ta. Và Chúa biết chúng ta cần sống trên thế gian này bao lâu, cần đối diện với hoàn cảnh như thế nào. Nguyện Chúa cho chúng ta, nếu không cứu khỏi dầm sóc được, thì Ngài ban ân điển đủ cho chúng ta. Ngài không phải chỉ cứu ba bạn Hebrew, Ngài có quyền để cứu họ thoát khỏi lò lửa hực được chứ. Nhưng Ngài muốn cứu họ trong lò lửa hực. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta thấy điều này. Và xin Chúa thêm sức cho chúng ta, như thêm sức cho Chúa Giê-xu trong lúc cầu nguyện mà mồ hôi tuôn ra như giọt máu lớn như vậy đó. Chúng ta có kinh nghiệm cầu nguyện như vậy không? Ở trong Cô-lô-se đoạn 4 câu thứ 12, tôi muốn đọc câu kinh thánh này. Cô-lô-se đoạn 4 câu thứ 12. Ê-phép-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là mục tiêu của tất cả chúng ta. Chúa muốn như vậy. Và muốn biết thì phải cầu nguyện bằng một sự chiến đấu, chứ không phải là vấn đề đơn giản. Câu kinh thánh quen thuộc này Nguyện Chúa dùng để khích lệ chúng ta, tăng thêm cho chúng ta sự nhờ cậy Chúa. Đó là trong những lúc dường như không còn hy vọng, hãy vui mừng vì chúng ta có hy vọng nơi Chúa. Tôi đã biết trong vòng các tôi tới con cái Chúa, tin tức người này qua đời, rồi người kia bị nhiễm bệnh, công việc làm ăn thất bại, kinh tế mất mát, vân vân. Chúng ta mất nhiều lắm. Nhưng xin Chúa cho chúng ta không mất hy vọng. Vì hy vọng chúng ta đặt nơi Chúa hằng sống đời đời. Chúa cho chúng ta đủ sự nhịn nhục, nghĩa là chịu nổi, hay là làm trọn công việc trong nghịch cảnh, trong hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy ra trong giai đoạn này và những ngày sắp tới, thời kỳ sau rốt trước ngày Chúa tái lâm, và tiếp tục cầu nguyện trong sự bền đổ để biết ý muốn của Chúa, để Chúa tỏ ra quyền năng, để chúng ta có thể như Chúa Giê-xu đối diện khi bước ra thập tự giá cũng không nao sờn, vì chúng ta cầu nguyện đủ. Nguyện Chúa ban phước cho hết thảy quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Xin Chúa dùng lời của Chúa trong câu gốc để khích lệ cho chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại và trong đời sống tương lai phải đối diện với nhiều nghịch cảnh khác. Amen. Chúng ta tạ ơn Chúa. Thì giờ phước hạnh vừa qua, chúng ta được nghe lấy lời của Ngài. Và đầy tớ Chúa đã chia sẻ, phân tích lời của Chúa, đã nhắc nhở, khích lệ chúng ta rất là nhiều. Xin lời của Chúa tiếp tục ở trong lòng, trong trí của từng con cái Chúa, để chúng ta luôn luôn có một hy vọng nơi Chúa. Chúng ta luôn nhịn nhục trong lúc gặp hoạn nạn, và chúng ta tiếp tục bền lòng cầu nguyện với Chúa, và Chúa sẽ ban sức cho chúng ta có thể vượt qua những hoạn nạn nghịch cảnh trong đời sống. Kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương của chúng con, chúng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Ngài cho chúng con có thời giờ quý báu phước hạnh để chúng con thờ phượng Chúa và nghe lấy lời của Ngài qua sự giảng dạy của đầy tớ Chúa, mục sư hội trưởng. Chúa ơi, lời Chúa vô cùng quý báu và linh nghiệm. Lời Chúa nhắc nhở và dạy dỗ chúng con để chúng con không mất hy vọng, mà chúng con luôn có một hy vọng chắc chắn ở nơi Chúa của chúng con. Và khi chúng con có một hy vọng ở trong Chúa, chúng con sẽ sống một đời sống hết sức là ý nghĩa. Người thế gian họ không có hy vọng trong Chúa, nên cuộc đời của họ quá buồn và tẻ nhạt. Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con ở trong Ngài, chúng con có một hy vọng vững chắc nơi cứu Chúa quyền năng của chúng con. Xin Ngài tiếp tục cho con cái của Chúa nắm chặt lời hứa của Ngài và tiếp tục hy vọng trông cậy nơi Chúa của chúng con. Vì Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, những gì Ngài hứa với chúng con, Ngài sẽ làm thành trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng cho chúng con đủ sức của Ngài để chúng con có thể nhịn nhục, chịu đựng những lúc chúng con gặp hoạn nạn, gặp nghịch cảnh trong đời sống, vì biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng con là tốt lành. Ngài muốn tôi luyện dạy dỗ chúng con để qua những nghịch cảnh, những khó khăn đó, đời sống đức tin của chúng con càng lớn lên, càng trưởng thành nơi Chúa và càng tin cậy yêu Chúa nhiều hơn. Xin Chúa Ngài cho chúng con cũng tiếp tục bền lòng cầu nguyện, vì trong những ngày qua cũng có những con cái của Chúa thiếu đi sự bền lòng cầu nguyện, đến với Ngài chỉ xin và xin mà không biết được ý cha của mình ở trên trời như thế nào. Xin Chúa cho con cái của Chúa cứ tiếp tục bền lòng cầu nguyện với Chúa, đặc biệt là trong hoàn cảnh chúng con đang đối diện với dịch bệnh. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cùng giúp đỡ để chúng con dù trong hoàn cảnh nào, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng con vẫn đến với cha, trình bày lên cho cha những gì chúng con đang gặp phải, những niềm vui, những nỗi buồn, những nghịch cảnh, cũng như bệnh tật trong đời sống của chúng con. Chúng con đều lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa, vì Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài cũng đã dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài, cũng như Chúa Giê-xu của chúng con, Ngài cũng đã làm gương cho chúng con trong sự cầu nguyện. Ngài bền lòng cầu nguyện đã ý biết được ý muốn của Cha trên trời để Ngài sẵn sàng bước lên thập tự giá và chịu chết thay tội cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con không đủ sức, không đủ ơn của Ngài. Vì vậy chúng con cần đến sức và ơn của Chúa để Ngài tiếp tục gìn giữ chúng con trong cánh bóng toàn năng của Ngài, để ai nấy trong chúng con cũng vượt qua được những nghịch cảnh, đặc biệt là trong lúc có dịch lệ xảy ra xung quanh chúng con nữa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con chỉ biết lấy đức tin phó dâng hội thánh của Chúa, toàn thể con cái của Ngài ở tại chi hội Sài Gòn của chúng con, trong bàn tay yêu thương năng quyền tế trị của Chúa, và hết lòng kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi xin có thông báo gửi đến cho hội thánh. Chủ nhật tuần sau, 26 tháng 9, chúng ta còn một buổi bồi linh. Chủ đề bình an trong Chúa. Diễn giả mục sư Phan Vĩnh Cự, phó hội trưởng thứ nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ông sẽ chia sẻ lời Chúa trong Kinh Thánh Giăng đoạn 16 câu 33. Kính mời Hội Thánh và con cái Chúa tham dự và cầu nguyện cho đầy tớ Chúa được ơn, được sức để chia sẻ, giảng dạy lời của Chúa cho Hội Thánh. Xin thay mặt cho ông và mục sư quản nhiệm ban chấp sự toàn thể con cái Chúa tại chi hội Sài Gòn một lần nữa, cảm ơn mục sư hội trưởng đã dùng lời Chúa nâng đỡ, khích lệ quý con cái Chúa trong lúc có dịch lệ đang xảy ra, đang có những nghịch cảnh xảy ra. Xin Chúa tiếp tục ban phước và ở cùng gìn giữ ông được bình an trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Bước vào thì giờ tắc lễ, xin mời hội thánh cùng cầu nguyện chung và tôn vinh Chúa Thánh Ca số 23. Sau đó kính mời mục sư hội trưởng chúc phước cho hội thánh. Xin hội thánh đồng khởi sự. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước
quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi, ban tình thương yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy mọi người chúng con từ nay cho đến ngày cứu Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Thờ Phượng Chúa Chủ nhật 19 tháng 9 năm 2021 đến đây là kết thúc. Cầu xin Chúa ở cùng, ban phước, gìn giữ toàn thể con cái Chúa một tuần lễ mới được bình an, phước hạnh trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Xin chân thành cảm ơn Hội Thánh.